máxima horizontal. Lên thiết kế để chắc chắn và loại trừ những kẻ thù xâm hại chim yến. Sau đây là 10 loại kẻ thù nhất của loài chim yến. Thứ nhất là trùng. Nhà chúng ta không kiên cố, chúng sẽ đột nhập vào và ăn cắp thiết bị máy móc và tổ chim yến. Thứ hai là chim cú mèo. Cú mèo chúng có thể đậu trên nhà ấp nhà yến và vào ban đêm để rình bắt chim yến. Nhiều khi bay về, chúng ta nên có súng hơi để tiêu diệt chúng. Led chống cú, chúng sợ khỏi bay về nhà yến rình mò chim yến của chúng ta. Thứ ba là đại bàng chim ưng. Loại chim này có thể bắt chim yến từ trên không để ăn thịt, là mối nguy hại nhất của chim yến. Chúng ta phải thuộc một cây súng hơi để tiêu diệt chúng mỗi khi chúng bay về dạo xung quanh nhà yến của chúng ta. Tiêu diệt chúng bằng hội giá, có thể thuê thợ bắn chim về nằm chờ để tiêu diệt. Thứ tư là loài dơi. Loài dơi hang có thể ở trong nhà yến làm phiền nhà chim yến, bắt chim yến con để ăn thịt. Vậy chúng ta phải tiêu diệt chúng, bẫy chúng, bắn chúng. Thứ năm là rắn. Rắn có thể lẻn vào nhà yến. Là mối đe dọa nguy hại của chim yến. Tắc kè có thể bắt chim yến non và chim con để ăn thịt và trứng của chim yến. Những loại này không thể bỏ. Có cơ hội vào nhà yến của chúng ta. Thứ sáu là rắn. Rắn cũng là một mối nguy hại. Chúng có thể bắt chim yến mẹ và chim yến con để ăn thịt. Thứ bảy là gián. Gián luôn làm phiền chim yến. Mùi hôi của chúng khiến chim yến khó chịu và không lập tổ. Những nơi có ván hở, kiến và rặng rệp lớn của chim yến. Chúng ta sẽ loại trừ chúng bằng cách xịt thuốc diệt kiến, gián và rặng rệp, không để chúng phát sinh đẻ trứng trong nhà yến của chúng ta. Chuột là một mối nguy hại, cũng là một loại ăn thịt chim non và cả chim mẹ. Mèo cũng vậy, mèo có thể vô chim yến và bắt chim yến. Cho nên chúng ta phải làm những tật kiên cố chắc chắn, không cho một con vật nào vào. Chúng ta có thể xây bể mưa xung quanh nhà yến để không cho chúng buôn bán và những loại con trùng bò đậu. Video này anh em hãy ghi nhớ những điều trên, có được một nhà yến thành công nhé. Chúc anh em thành công. Tập hoàn hảo và bền vững. Video này hay, hãy share.